nào cầm đi, cầm cầm cái đây được, nhìn cho nó đỡ đỡ sụp sạc luôn. Anh mấy cái đồ cũ của anh đó em có bỏ lại trong đây, chứ cái tay gà có mai mốt mà gắn phần đất thì gắn lại, có mấy ốc em vẫn để ở đây luôn, đi đem để đây, lục giác đồ em để ở đây với tiếp mở của ghi rồi để chú em đóng lại cho anh. Rồi cái bát cước thì em sợ nó khó gắn á, mốt anh không biết, cái mốt anh có hết dây á, nè lỡ mà anh phát mà nó có đứt dây bắt tử á, nó vô cái cạnh nào đó thì hai cái cọng nó sẽ sát bên thì nó sẽ rung cái láp nha, thì buộc anh phải cắt một cái cọng nào á, cọng nào dài anh cắt ra đằng cho hai cái cọng nó đối diện, thấy không? Cái máy là nó chạy hướng này nè anh quấn, mà cái máy cái dây nằm hướng này mới đúng nha, quấn theo kim đồng hồ đó, nó lỡ mà nó có đứt sát thì nó sẽ rung nha, là anh phải cắt sao mà cho anh thấy cái đầu này đúng không, là nó phải ngay đầu này chứ hai cái kế là không được nha. Đó rồi cái này thì em mở ra em đóng cho dễ, còn cái này thì em khỏi gỡ ra, cái nào không nhớ thì cứ hỏi em chỉ cho. Cái bộ tay lái đó chút em gỡ ra luôn cho dễ ha, tại vì gỡ ra em để vô cái thùng trong cái máy á, cái máy này có cái nó nặng, tính ra là nặng chắc không nặng gì mấy đâu, chứ cái máy kia nặng lắm, cái máy kia em đóng cho người ta nặng chứ. Cái này nói em chia làm hai cục á, chia làm hai cục cái gì vậy? Có khi nhiều lúc nó gửi cục trước cục sau á, có gì anh canh giùm em, tại để chung cái này nó tính tiền phí ship cao lắm đó, thì em gỡ này ra luôn, hé lỏng này ra được. Cái bộ này anh là cái bên đây nó hơi mỏng hơn đây chút xíu nha, đây nó ly rưỡi, bên đây nó 2 ly, tại đợt nó hết hàng nó còn mỏng vậy á, nó màu nó không tẹp mấy á, hồi nãy em đánh bóng cho anh dữ lắm nó mới được như đây, nhưng mà không sao đâu, cái này nó không ăn thua gì đâu, nó xả lỏng vậy là anh rút ra được rồi. Nó là nữa anh về anh nhớ băng keo hai cái đây nha, hai cái băng dây rút chứ, rồi gỡ gáp vô được rồi đó. Rồi em nhận gáp rồi. Cái này là một chút em quấn vô cái đầu là em mở con này ra nè, thôi thì dễ dàng rồi, nữa cái gì cái nào không ấy cái anh hỏi em cái à, còn con này nè, cái bộ cần mới á, lúc nào nó cũng phải thiếu ấy nè, để em chỉ cho cái nữa nè, em chưa vô nhất, trời ơi đúng gì mình kỹ thì mình vô thôi, anh vô miếng anh chạy nó đỡ nóng anh, nếu mà anh khoát đó nha, cái này á cái gì ra em để trong đây nè, đặng cho nó muốn anh dễ ấy nè, cái con này thì anh gỡ cái luôn nha, còn con giữ khỏi, con giữ lỏng thôi, là anh lấy cái bộ này ra nè, anh lấy cây này ra nha đó. Chỉ ra là anh xài như vậy nè, là cái máy nó đỡ bị nóng của tùm. Tại bộ cần mới là nó không có nhớt nha, nhưng mà mình kỹ thì mình về mình vô nhớt miếng đó, vô vào trong đây nè, vô ít thôi nha anh, nè vô gì nè, cái bình cái muốn hết nhớt rồi đó, vô miếng vậy thôi, anh chạy khoảng chừng vài tháng hay vô một lần cũng được, chứ không cần vô hoài đâu, là nó sẽ trơn cái bạc đạn. Bộ cần mới cần cũ cũng vậy nữa nha, bộ cần bãi cũng vậy nữa, về buộc là anh phải vô vậy đó, là anh đỡ bị cháy tùm, chứ anh ta bán không vô đâu, chạy cháy tùm hết. Đó anh đúc vô anh cứ xây đại là tự ngay à, nó lọt vô là nó nè, chừng nào con ốc nó tới đây nè, anh thấy không, tới đây rồi cái đúc dặn con này vô trước, dặn vô ngay lỗ nha, không ngay lỗ dặn mớp ống á. Em quay ít nha, em quay nhiều quá em gửi anh nó không đi. Bữa nãy em đăng clip kìa, em đăng trên YouTube á.
coi. Rồi cái này là em gỡ ra. Rồi về anh chỉ gắn bốn ốc lại gan vậy là xong rồi đó. Mấy phút à? 5 hả? Năm mà thôi vậy nhiêu được nha anh, rồi em gửi vậy được rồi nha. Rồi cái này chút em quấn vô gan gì đó chứ nhiều quá em gửi anh nó không đi á, gửi Zalo nó không đi á. Rồi vậy nha anh, rồi tắt rồi.